Chào anh em, đây là hai mẫu xe khá tương đồng. Mẫu này là Super Tihan Gangster Grill, còn đây là mẫu Purple Passion. Cả hai mẫu xe này đều dựa trên mẫu xe ngoài đời thực là 1949 Ford Mercury, nhưng mà đều là những xe modify, xe custom hay là xe độ. Ở bản mẫu hình thì Purple Passion là thiết kế bởi designer Larry Wood, còn chiếc Gangster Grill này là thiết kế bởi designer Steve Gilmore. Về mức độ nổi tiếng và được yêu thích thì Purple Passion là kinh điển hơn. Mẫu xe này thì ít được biết đến hơn, nhưng mà mẫu này đặc biệt ở chỗ là nó là Super Tihan, nó có nước sơn Spectra Flame, logo TH. Còn đây bản này thì basic thôi, nhưng mà nó là bản đặc biệt bởi vì nó đi với tem của siêu anh hùng Hokai và màu sơn này satin blue rất đẹp với màu tím. Mặc dù tên nó là Purple Passion nhưng mà để tìm được những chiếc xe này mà có màu tím rất là khó, nó rất là hiếm. Bây giờ chúng ta sẽ so đánh cả hai xe. Đây là Purple Passion. Với thiết kế phần mũi giống như hàm răng của con gì đấy đang nhe ra, rất là hay. Đây là Gangster Grill. Cả hai xe này đều có thiết kế là phần fender che gần hết bánh sau, gần như không thể nhìn thấy được bánh sau. Và đó là mẫu xe kinh điển Purple Passion và mẫu xe gần tương đồng là Gangster Grill, đều dựa trên mẫu xe ngoài đời thực là 1949 Mercury Modified. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.